Đây là bài viết Tiến trình thôn tính trái đất của loài mèo, mèo trong truyện kể và tôn giáo của tác giả Ngào đăng trên spiral.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết nhé. Bài viết này được mình dịch từ Cats in Folklore and Religion của Jennifer Pignataro đăng trên theosophydownunder.org và tổng hợp từ một số nguồn khác. Vốn cuồng bọn lắm lông nên bài viết có thể có một số chỗ bị kịch tính hóa quá mức hoặc có sự chủ quan cảm tính, mong các bạn bỏ qua. Mèo. Mèo, loài vật ương ương dở dở nhưng thích làm ra vẻ khôn ngầu, lại có tầm ảnh hưởng khá lớn trong nhiều nền văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng. Loài mèo đã gắn bó với con người trong ít nhất là 9.500 năm, không chỉ với vai trò là vật nuôi mà còn là boss, là thần, là công cụ mua vui cho con người. Muốn biết rõ hơn ư? Hãy cùng tìm hiểu hình tượng mèo trong đời sống tâm linh của một số nền văn minh và tôn giáo lớn. Những tín đồ cơ đốc giáo đầu tiên cho rằng một con mèo lãng vãng gần một ngôi mộ báo hiệu rằng linh hồn của người chết đã bị quỷ dữ thao túng. Nếu thấy hai con mèo solo kill gần một người hấp hối hoặc gần mộ của một người mới qua đời, nghĩa là thiên thần và ác quỷ đang giành giật linh hồn của người đó. Con thuyền Noah. Truyện kể rằng đôi chuột mà Noah cứu vớt đã nhanh chóng sinh sôi theo cấp số nhân và khiến con thuyền ngập tràn loài gặm nhấm. Noah đã phải tham vấn sư tử, vua của muôn thú, vốn cũng là một con mèo to xác mà thôi, để tìm ra một giải pháp. Và thế là kèo dính chuột ra đời. Xin lỗi các bạn, mình nhầm. Số là, trong khi cả hai đang luận bàn kế diệt chuột, sư tử tà hắt xì hơi một cái rõ to và từ lỗ mũi của chú Sơn Lâm phọt ra một cặp mèo. Chúng ngay tấp lự vào tư thế sẵn sàng chiến đấu và nhanh chóng tiêu diệt sạch bọn đích chích. Cũng từ con thuyền Ark, Noah đã tạo ra giống mèo Manx cọc đuôi khi ông vô ý đóng cửa thuyền và làm kẹt đuôi của chú mèo. Vào thời Trung Cổ, mèo bị coi là đồng bọn của phù thủy, đặc biệt là mèo đen. Bản chất là một loài sống về đêm và ưa đi rong, khiến cho boss mèo nhà ta bị coi như những sinh vật thần bí theo nghĩa xấu. Chúng còn bị xem là tay sai hay thậm chí là hiện thân của quỷ dữ. Nếu một phụ nữ độc thân nuôi hoặc sống chung với mèo, chính quyền địa phương sẽ nghi ngờ cô ả có dính líu đến tà thuật ma pháp và mèo chính là công cụ để mụ ta gia tăng công lực. Giáo hoàng George IX đã tố giác mèo đen vì tội tà giáo trong sắc lệnh giáo hoàng năm 1233, Vox in Rama, và ra lệnh tiêu diệt mèo hàng loạt. Thế là hàng nghìn con mèo vô tội đã bị thiêu sống. Việc hành hình loài mèo đã diễn ra trong suốt thế kỷ thứ 13 và kéo dài đến tận thế kỷ thứ 14. Điều này được cho là một trong những nguyên nhân của sự bùng phát dịch hạch, cơn ác mộng khủng khiếp đã tàn phá nước Anh và châu Âu, khi mà bọn chuột có thể nhẫn nhơ tung hoành khắp nơi, ngang nhiên ăn, ngủ, đẻ. Sự áp bức loài mèo vẫn còn tiếp diễn mãi tận đến thời kỳ suy tàn của các hiệp sĩ dòng đền. Không chỉ bị tra tấn, các sơ còn bị buộc phải thừa nhận tội dị giáo, bị ép phải từ bỏ đến Christ, và trong một số trường hợp bị bắt phải chuyển sang thờ phượng mèo. Những điều này đã phần nào cho thấy quan điểm và cách nhìn không mấy tốt đẹp của giáo hội dành cho loài mèo lúc bấy giờ. Theo thần thoại Nhật Bổn, sau khi chết đi, mèo sẽ trở thành những tinh linh. Các Phật tử cho rằng thể xác của mèo chính là nơi mà linh hồn của những bậc cao nhân dừng chân tạm nghỉ. Nhật Bản cũng là nơi khai sinh ra chú mèo quay tay nổi tiếng Maneki Neko. Hồi xưa, có một vị lãnh chúa phong kiến đi ngang qua ngôi đền Gotokuji, nay thuộc vùng Setagaya, ngoài ô Tokyo. Vị lãnh chúa này bắt gặp chú mèo đang ngồi can trước cửa đền, bỗng nhiên giơ một chân trước lên vẫy chào mình, đồng thời kêu to "Hey Fisher!" Mình đùa đó. Thấy lạ, ông bèn đến xem thử. Ngay khi vừa bước chân vào đền, một tia sét đã đánh trúng vào cái chỗ mà vị lãnh chúa vừa đứng trước đó. Chú mèo đã cứu mạng ông ta. Kể từ đó, Maneki Neko được xem như là một hiện thân của Goddess of Mercy. Theo mình tìm hiểu thì đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngày nay, đền thờ Gotokuji vẫn còn hàng tá những bức tượng của chú mèo đặc biệt này. Đây còn là nơi mà chủ nhân của những con mèo đi lạc hoặc bị ốm cầu nguyện cho boss cưng của mình bằng những tấm bảng nhỏ có hình mèo quay tay. Trong làm ăn kinh doanh, Maneki Neko được cho là đem lại may mắn và tài lộc với hình ảnh chú mèo vẫy khách. Mèo quay tay thường được bày bán dưới dạng ống đựng tiền tiết kiệm hoặc các bức tượng trang trí đồ vật trong nhà, với hy vọng sẽ mời được những người bạn tốt đến thăm. Ở các quốc gia Hồi giáo, mèo được xem là loài động vật cao quý và thanh sạch. Tiên tri Muhammad cũng có nuôi một chú mèo tên là Mu'ezza.
Theo một câu chuyện khá phổ biến, sắp đến giờ Muhammad cầu nguyện, nhưng chú mèo Mueza lại nằm ngủ trên tay áo tấm áo choàng mà ông đang mặc. Thế là thay vì đánh thức chú mèo, ông đã nhẹ nhàng cắt bỏ ống tay áo của mình và cứ thế làm lễ cầu nguyện để không phá giấc ngủ của Mueza. Mèo và người Miến Điện. Mèo Sim cũng có một câu chuyện cho riêng mình. Người ta tin rằng khi các vua Sim băng hà, linh hồn của họ được chuyển vào thân xác của mèo Sim. Thật ra là một kiểu dằn mặt, liệu hồn mà làm cho tốt. Chú mèo này sẽ được đối đãi như một thành viên của hoàng tộc và được giữ lại trong cung. Một vài câu chuyện khác có nhắc đến những chú mèo Sim với cái đuôi có hình dạng gấp khúc. Ở Viễn Đông, giống mèo này được cho là mang đến điềm lành. Người ta nói rằng tổ tiên của chúng đã tự nguyện gặp đuôi của mình lại để giữ những chiếc nhẫn quý cho công chúa khi cô ta tắm. Công chúa lồng những chiếc nhẫn vào đuôi mèo mà không lo chúng sẽ rơi mất nhờ vào hình dạng gấp khúc của cái đuôi. Mèo quả thật là một loài vật cao quý, đã hy sinh thân mình để được tắm cùng công chúa. Ý mình là giữ đồ giùm công chúa. Mèo ở Ai Cập cổ đại được nhắc đến thông qua những bức vẽ và văn tự tượng hình cổ khắc trong lăng mộ hoàng gia tại Thebes. Loài mèo có lẽ đã được thuần hóa trong khoảng 2.000 năm trước công nguyên ở Ai Cập. Đa số các giống mèo hiện đại đều là hậu duệ của mèo nhà Ai Cập. Không chỉ là vật nuôi phổ biến dưới thời Ai Cập cổ đại, vị thế của chúng trong đời sống tâm linh cũng được đặt ngang hàng với các linh thú khác. Chúng dần được nâng tầm trở thành một trong những loài vật được quý trọng và tôn sùng bậc nhất. Những bức vẽ trong các ngôi mộ cho thấy hình ảnh của loài mèo với tư cách là một thành viên trong gia đình ở thời Tân Vương quốc. Mèo được xem là một thợ săn giỏi, khắc tinh của chuột bọ. Chúng thật sự rất được trọng dụng bởi kho tích trữ lương thực, ngũ cốc của dân Ai Cập dễ là miếng mồi béo bở cho bọn chuột ranh và trở thành nơi trú ngụ của rắn rít. Ở thời này, nếu bạn giết mèo, dù là vô ý, hình phạt có thể sẽ là cái chết. Khi một con mèo chết đi, mọi thành viên trong gia đình sẽ cạo lông mày để bày tỏ lòng tiếc thương. Chúng thậm chí còn được ướp xác và chôn cất tươm tất như con người. Loài mèo còn được quý trọng bởi vẻ bí ẩn và những đặc điểm mang nét siêu linh của chúng. Chính vì vậy mà mèo trở thành loài vật thiêng và được thờ phượng rộng rãi ở Ai Cập cổ. Thậm chí, nhiều vị thần còn mang hình hài của loài mèo, có thể kể đến một số như là Mau, một hóa thân khác của Ra dưới dạng mèo. Trong tiếng Ai Cập, Mau cũng có nghĩa là mèo. Mastet, nữ thần của sự bảo trợ, là thần mèo được ghi chép sớm nhất trong các văn thư cổ. Trong truyền thuyết, bà đã giết chết một con mãng xà bằng móng vuốt của mình và câu thần chú cổ của người Ai Cập dùng để chống lại rắn có nhắc đến sức mạnh của Mastet. Bastet, nữ thần đầu mèo, con gái ruột của thần Ra. Không như những vị thần khác được tôn sùng và kính sợ, Bastet được mọi người vô cùng yêu mến. Nhiều pharaoh và nữ hoàng đã dùng tên của bà để ghép vào tên của mình. Bà được mến mộ đến nỗi đã trở thành người bảo trợ cho gia đình, bảo trợ cho phụ nữ, trẻ em và loài mèo. Bà còn là nữ thần của bình minh, âm nhạc, của niềm vui, hôn nhân, của sự sinh sôi và màu mỡ. Sekhmet, chị em của Bastet, thì lại là tương phản hoàn toàn. Sekhmet cũng là nữ thần đầu mèo, nhưng đại diện cho sự tàn phá, bạo lực và giết chóc. Bà là nữ thần của chiến tranh và bệnh dịch. Sau đó, bà đã bị Ra thần phục và trở thành thần bảo trợ cho con người. Cùng với Bastet, hai nữ thần mèo đại diện cho sự cân bằng của các thế lực tự nhiên. Bonus, một vài facts về mèo. Allurophobia, Aerophobia, Felinophobia và Gastrophobia là những danh từ chỉ chung chứng sợ mèo. Mặc dù có kích thước cơ thể lớn hơn gấp 15 lần, nhưng bộ xương của con người chỉ có 206 chiếc xương, còn mèo nhà là 230 chiếc. Mèo nhà là loài động vật duy nhất có khả năng giữ đuôi thẳng đứng trong khi di chuyển. Các loài mèo hoang dã thì giữ đuôi theo chiều ngang hoặc đung đưa qua lại giữa hai chân sau. Mèo sử dụng đuôi của nó tương tự như cách mà diễn viên xiếc đi trên dây, sử dụng chiếc sào dài làm vật đối trọng và giữ thăng bằng. Những con mèo cọc đuôi bẩm sinh sẽ tự có cơ chế điều chỉnh, thay vì dùng đuôi, vẫn còn những cách khác để mà giữ thăng bằng. Ngoài ra, đuôi của con mèo còn được dùng để mà giao tiếp. Mèo có thể phát ra hơn 100 loại âm thanh, trong khi chó thì chỉ có khoảng 10 thôi. Cây bạc hà mèo, hay còn gọi là catnip, catmint, có mùi giống với nước tiểu của con mèo cái. Khi hít phải mùi này, mèo đực sẽ có dấu hiệu tương tự như lúc phê cần. Chúng sẽ làm đủ trò lăn lộn ngáo ngơ và trở nên dễ bảo, cốt để mà gây ấn tượng với các em á. Sau khi ăn xong, mèo sẽ ngay lập tức tự mình tắm táp bằng cách liếm lông. Bản năng mách bảo chúng rằng cần phải sớm loại bỏ mùi thức ăn
nếu không muốn thu hút các loài săn mồi lớn hơn mò tới. Một băng đảng mèo trong tiếng Anh được gọi là a clouder. Mèo không thể nếm được vị ngụ, poor you. Hàm của mèo không thể chuyển động sang hai bên. Mèo con có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 31 dặm một giờ, có nghĩa là sắp xỉ 50 km/h, và có thể bật nhảy tại chỗ một khoảng cách bằng 3 lần chiều dài cơ thể. Khi thấy đuôi mèo uống công, đó là lúc hắn đang tò mò hóng hớt một thứ gì đó. Quẩy đuôi mang ý nghĩa khác biệt hoàn toàn giữa chó và mèo. Đối với mèo, đó là lúc chúng đang phân vân, cân nhắc quyết định một lựa chọn nào đó. Tục ngữ, thành ngữ về mèo. Phần này mình nghĩ tốt nhất là không nên dịch, mà sẽ để nguyên văn, vì mình méo dịch được. Nobody can truly own a cat. A cat's cat and that's that. Dogs remember faces, cats remember places. To kill a cat brings 17 years of bad luck. Câu này là của người Ireland. Beware of people who dislike cats. So damn true. A strange black cat on your porch brings prosperity. Tục ngữ của dân Scotland. When a cat and mouse agree, the grocer is ruined. Thành ngữ xứ Ba Tư Cổ. The cat was created when the lion sneezed. Câu này là của các anh Ả Rập. He that denies the cat skim milk must get a mouse scream. Tục ngữ của các anh Ivan Nga Ngố. Birds and cats and fair-haired little girls make the best furnishing for a room. Thành ngữ của Pháp. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.